bây giờ chúng ta xem sơ cái nội ngoại hắt ha, cái ngoại hình của cặp loa nha anh em. Âm ly thì chúng ta thấy là âm ly còn tương đối ok. Còn loa này giá chỉ 650.000, tình trạng là hùng tương đối ha. Hùng nó có như vậy nè, dấu hiệu là nó có xấu dài góc trên cái hùng đó. Nhưng mà hùng là đánh tiếng còn rất hay, mình còn sử dụng được. Thì ai có nhu cầu sử dụng đồ hàng âm thanh giá rẻ thì chúng ta nên xem qua bộ này. Giá rẻ nhưng mà chất âm rất tốt. Đó, ngoại hình thì hơi tàn phai tí. Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi nha. Hôm nay lên một bộ karaoke giá rẻ bình dân nhưng mà hát rất hay nha anh em. Con âm ly ID răng EV. Tình trạng là máy hoạt động tốt, nghiêm chỉnh hết. Và cái nắp có sơn lại luôn. Đó, nắp sơn dặm lại. Hàng là cũng tăng trang dọn sơ, mình vệ sinh và mình làm lại cho nó đẹp đẹp nha anh em. Nhưng mà máy thì hoạt động nghiêm chỉnh, mọi chức năng là ok hết. Con này chúng ta nghe nhạc và karaoke đều hay hết. Nó sử dụng IC Eco là chip 0306, IC lớn luôn. Và mình đang phối ghép với một cặp loa Paramax. Paramax nha anh em. Paramax Bass 20. Đó, loa này tình trạng lo hát tốt, bass, chép, mid, ba đường tiếng là hoạt động ok hết. Thì tình trạng ngoại hình lo thì tàn phai theo năm tháng nha. Lo không đẹp hoàn hảo nhưng mà chúng ta sử dụng vẫn hay, tại vì chất âm nó ra còn rất bán nha mọi người. Bass, chép đầy đủ. Ngoại hình lo thì lo này là Paramax chính hãng công ty, có cấu hình là bass 2 tắc. Ê căng còn đầy đủ nha, ê căng còn luôn, nhưng mà nó hơi xấu, hơi cũ nha anh em. Hơi cũ ha. Đây, ê căng nè. Đó, một cái. Rồi. Đây, để qua đây. Rồi, cái chiếc ê căng còn lại. Đó, ê căng này nó hơi dơ, hơi ấy nha anh em. Nhưng mà ở trong thấy còn sạch sẽ nha. Đó, hàng này cũng vệ sinh rồi. Bụi bặm là em cũng cố gắng em làm cho nó sạch rồi anh em. Đây, bây giờ chúng ta xem cặp lo. Lo thì một bát, một chung, một chép. Lo theo Paramax hết, không lai con nào. Và lo là chưa sửa gì hết nha. Lo chung, lo chép, chưa sửa gì hết. Có một số cái thì mình có cái này thì giờ có dặm keo cái viền lại nha anh em. Tí nữa mình có quay cái lục cho mọi người xem. Lo bát nhìn sơ qua thì chúng ta thấy mũi, màng, găng đều ghim hết, nhưng mà có cái dấu keo hơi xấu xấu cái lo bát. Cặp lo này giá chỉ 650.000 đồng. Đó, cái hùng thì cũng tương đối nha anh em. Cái bên đây đỡ nè, cái bên đây thì nhìn còn cứng cáp được được tí. Còn chiếc bên đây nó hơi xấu góc này nè, ở góc này nó dính sơn nước nè, giờ nó có dấu này nè, như nó phù phù tí xíu ha. Nhưng mà quýnh vẫn nghe âm bass, âm trầm, nó quy lực, nghe rất hay. Cặp này chỉ 650. 650.000 đồng. Giá này là chưa bao gồm phí ship nha. Là cặp lo. Còn cái âm ly là giá là 850.000 đồng. Cả bộ này chúng ta nghe nhạc và karaoke má la luôn. Giá chỉ là 1.500.000 đồng cả bộ nha anh em, gồm một cặp lo Paramax Bass 20 và một con âm ly ID răng EV. Đó, con EV tình trạng là máy hoạt động nghiêm chỉnh, 8 sò,
8 trò 850, ghép với cặp lo 650.000 nữa, hàng công ty hết nha. Ba ra mắt là chắc âm là thì các bạn cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa sử dụng thì có thể là tham khảo đi, mình mua về mình sử dụng thử nghe rất hay nha mọi người. Bát chép trung đều nó sáng sáng lắm, tiếng rất sáng và bát nó hay lục đó. Âm ly nè, nắp máy nè, nắp này có sơn giảm lại, nó có bị xét xét và chỗ nha anh em. Đây đó, thì em cũng xả nhám cho nó láng láng cái em xịt sơn đen đen mờ lại đó, sơn đen mờ lại cho nó đẹp lại nha anh em. Rồi thì tình trạng máy móc như thế, bây giờ anh sẽ test cái độ vang nhạy sơ nữa, cái mình sẽ xem cái nội thất cặp loa nha mọi người. Bộ này giá cực kỳ tốt, chỉ 1.500.000 đồng. Đó. Lực 1.500.000 đồng, giá quá hời luôn. Tiếng hốc vang đi bọng là ok hết nha anh em. Tiếp tiếp tục mít ở dưới nè. Vang vọng nó rất là trung thực và cái độ nhạy nó hút cũng nhạy nhạy lắm nha, mít cực kỳ hút nha mọi người. Ngon lành cành đầu. Rồi cái bộ này là quá ok rồi, anh em nào mà xem thấy thích thì liên hệ trực tiếp để đặt hàng nha. 1.500.000 đồng là chưa bao gồm phí ship. Đó, bây giờ chúng ta xem nội thất cặp loa đi anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta xem bên trong cặp loa ba ra mắt này nha anh em. Bass nè. Trên cái loa bass chúng ta có ghi là chữ ba ra mắt ha. Và có cái số là QF200M86Y. Có số chữ đầy đủ nha. Thì tình trạng lo này là hát tốt bình thường hết. Thì mình chỉ quay từng chiếc lo cho anh em xem. Lo bass chúng ta thấy nè, cái viền này không biết dính keo hay dính cái gì anh em ơi, nhưng mà vẫn thấy là có dấu hiệu có keo ha, dính cái gì đó nha. Nhưng mà lo chúng ta thì còn hát và có cái mũi này chưa bung. Login người ta giá keo là thêm á anh em, hơi sâu ha. Nhưng mà lo cái viền này là viền tốt nha, viền này là mút mềm, ra tiếng bass rất là ấm nha, ấm mút này là mút mềm nhưng mà loại tốt nha anh em. Còn mút thị trường mà mút chợ chúng ta mua hay là nó mỏng dánh nè. Còn cái này nó dày mà loại mềm, hàng zin theo nó đó. Rồi chiếc bass bên đây cũng vậy. Chiếc bass bên đây cũng vậy nha. Có số xe ghi đồ ở trên cái màn ở đằng sau này. Thì lo này tình trạng là lo bass mũi chưa bung là có thể là lo zin nha anh em. Lo này là lo con zin chưa sửa chữa, nhưng mà cái màn cái viền á có dấu keo nè, không biết là lý do tại sao ha, có thể là viền người ta bị lỗi hay gì đó, người ta gia cấu keo thêm. Rồi lo chép nha anh em, ba ra mắt ha, trung đây. Trung thì cặp này là lo giá cả cực kỳ tốt, giá cả rẻ hang,
nhớ cả chiêu ghẻ và lo này chắc âm rất hay. Đây còn một chiếc lo này thì mình gia cấu keo nè, cái này là mình làm thêm nha anh em. Tại cái viền ở dành ngoài hết đó nó bị mọt, nó lủng lỗ 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 nhỏ 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 thì mình cho keo vô. Còn lo là tình trạng lo zin nè, con chưa bung chưa mở chưa làm gì hết, lo zin gia cố keo thêm. À, cái này mình làm nha anh em. Chiếc bên đây cũng vậy. À, chiếc bên đây thì mình cũng chấm keo thêm miếng nè, thì nó có lỗ á anh em, có lỗ mọt mọt nhỏ nhỏ chấm, nhưng mà lo vẫn hát bình thường, lo zin nha. Rồi tình trạng là hùng tương đối, rồi lo là như thế. Rồi bây giờ xem bên trong. Bên trong thì đặc biệt cái đời này xốp rất dày. À, mút nè. À, này gòn tiêu âm á nha anh em. Gòn tiêu âm có mạch lọc nè. Đó, mạch lọc là có 2 tụ. Lọc 2 tụ. 2 tụ và điện trở các loại. À. Còn đây là jack ha, jack của Paramax, jack zin nè anh em. Jack này thì xài ok rồi. Rồi cặp lo chúng ta như thế, bây giờ em ghép lại à, cho anh em xem nội thất á. Cặp bass này là tình trạng là lo còn hát tốt bình thường, mũi chưa bung nha anh em, keo đi lại cái viền đó. Rồi